sau nhiều năm bị khai tử và được thay thế bởi Rondo, O'Neal kia Kerens bất ngờ được thương hiệu Hàn Quốc, giới làm nóng phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ. Bước sang thế hệ mới, Kia Kerens 2022 có sự lột xác toàn diện với ngoại hình trẻ trung, nội thất hiện đại. Hiện nay, Kia Kerens 2022 đã cập bến đại lý chính hãng tại Ấn Độ, chờ ngày công bố giá bán chính thức. Theo công bố, Kia Kerens 2022 đã thu về 7.738 đơn hàng trong ngày đầu tiên chính thức vượt qua hai mẫu xe anh em xeo tốt và sâu đã thiết lập trước đó với hơn 6.000 đơn. Ở thế hệ thứ 4 đã ra mắt, Kia Kerens 2022 không đơn thuần là một chiếc xe MVV, mà hãng xe Hàn Quốc là chiếc xe chuyên dành cho du lịch với thiết kế giống ngôi nhà di động. Được biết, Kerens mới sử dụng chung nền tảng khung gầm với xeo tốt. Mẫu xe này có kích thước chiều dài rộng cao tương ứng là 4.540mm, 1.800mm, 1.700mm, Chiều dài cơ sở 2780mm, tất cả các thông số kích thước của Kia Cairns thế hệ mới đều tăng đáng kể so, với chiếc giúp xe hầm hố, rộng rãi hơn. Không đi theo những người anh em, thiết kế phần đầu xe Kia Cairns 2022 ấn tượng với lưới tản nhiệt mở rộng. Hệ thống đèn chiếu sáng là dài LED định vị trên nắp capo, đèn pha LED tách biệt mang đến sự hiện đại cho xe. Đuôi xe Kia Cairns khiến nhiều người liên tưởng đến Sporter với cụm đèn hậu nối liền, bởi dài LED sang hai bên. Trong khi đó, đèn hậu của xe thiết kế với những bóng led nhỏ kích thước to bản. Vào đến khoang nội thất, không ai còn nhận ra hình ảnh nhạt nhòa của đời cũ, thay vào đó là thiết kế đầy tương lai trên kia Kerens 2022. Ấn tượng nhất phải kể đến khu vực điều khiển trung tâm, với màn hình giải trí 10.25 in có kết nối điện thoại, tích hợp hệ thống Wi-Fi. Vô lăng của kia Kerens đời mới dạng đê cắt giống Sporter mang đến cái nhìn thể thao, hiện đại, ở phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số có thể thay đổi màu sắc tùy chỉnh. Hệ thống ghế ngồi của Kia Kerens 2022 đặc biệt với hai ghế thương gia ở giữa, nhờ chiều dài cơ sở lớn nên không gian ở đây đã được cải thiện. All New Kia Kerens dùng động cơ xăng 1.5 lít cho công suất 115 mã lực và công suất 144 Nm mô men xoắn. Ngoài ra, phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4 lít cho công suất 140 mã lực và mô men xoắn 242 Nm. Ở Ấn Độ, mẫu MPV này còn có máy dầu 1.5 lít, cho công suất 115 mã lực và mô men xoắn 250 Nm. Các động cơ trên kết hợp hộp số sàn 6 cấp, hoặc hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép trên các bản động cơ xăng, và tự động 6 cấp đối với động cơ dầu. Kia Carens 2022 sẽ là đối thủ sừng sỏ của Toyota Veloz sắp về Việt Nam và Mitsubishi Spander. Xe cộ XXX